Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nội thất Taka xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu sản phẩm sàn nhựa ngoài trời. Đây là sản phẩm được ứng dụng rất nhiều và phổ biến ở trong các khu vực như là sân vườn, sàn khu bể bơi, sàn ban công, khu nghỉ dưỡng hoặc là các ghế công viên, nhìn rất là đẹp và thẩm mỹ. Sản phẩm thì được sản xuất từ nhựa nguyên sinh kết hợp với bột gỗ, bột đá và một số cái chất phụ gia khác để tạo màu. Mẫu sàn nhựa ngoài trời loại 4 lỗ như thế này thì có độ dày là 25mm, chiều rộng là 148mm và chiều dài là 2200mm. Ngoài ra thì các bạn có thể đặt theo kích thước chiều dài theo yêu cầu để phù hợp với công trình của quý vị và các bạn. Về màu sắc thì sản phẩm có 3 màu cơ bản và đang bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, thì đó là màu bã trầu như màu tôi đang cầm trên tay ở đây, màu vàng và màu đen. Tùy thuộc vào mỗi công trình thì quý vị và các bạn sẽ có sự lựa chọn về màu sắc khác nhau để cho phù hợp với không gian ngoại thất nhà mình. Bề mặt trước của sàn thì được cấu tạo dạng vân gỗ như này, còn mặt sau thì được xẻ rãnh. Các bạn có thể sử dụng được cả hai mặt, có thể sử dụng mặt này một thời gian, sau đó thì ta đổi mặt còn lại. Sàn nhựa ngoài trời thì có sẵn hèm để luồn ke và khoan bắt vít xuống hệ khung xương. Hệ khung xương thì các bạn có thể dùng bằng inox hoặc là bằng thép hộp mạ kẽm. Ngoài ra phụ kiện đi kèm thì còn có những thanh V như này để che cái điểm đầu cuối của thanh sàn như này. Hoặc là các bạn có thể dùng luôn chính những cái thanh sàn này để các bạn dùng ghép nối vào để tăng thêm cái độ thẩm mỹ. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại và giá thành khác nhau, nhưng mà phụ thuộc vào kích thước và chất lượng của sản phẩm. Các bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian ngoại thất nhà mình. Mọi chi tiết mua hàng cũng như cần thi công chọn gói, các bạn hãy liên hệ đến số hotline của Nội thất Taka để được đội ngũ chuyên gia tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Nội thất Taka mang tinh hoa đến mọi công trình.